Mặt nè, thấy không? Cái đó là mặt đó hả? Ừ. Nè. Đâu? Đó. Thì cái đen 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 bự bự giống cái hộp chè đó. Cái này có cái lỗ lại chưa đầy, còn vít lại là ở đây rồi. Thấy không? À. Nó bù vô dưới. Sáp á, sáp ngoài mà nó nằm ở trong cái nước á, coi có không ta, có thấy không? Sao sáp nó còn bự hơn sáp của ông rồi vậy? Ừ, tại cái loại này nó bự vậy, cái loại kia nó nhỏ hơn. Cái này nó có kiên vía gì không ba? Ừ? Kiên vía gì không? Kiên vía gì? Vía không bình thường chỗ này đúng không? Ủa sao nó cứ nó bị gì cái con kia nhúng 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 nó đẻ trứng á. Mấy này là trứng hả? Ừ, nó lớp trứng á, thấy không? Quá trời luôn vậy. Ừ, nguyên vòng nè, nó làm nhiều vòng đó rồi xong nó thành con ong nhỏ thôi. Ừ, là nhiệm vụ của nó cứ đẻ trứng nhiều không? Ừ, ông chúa đẻ trứng vậy. Sao điều con này nó bay ở ngoài thấy nhỏ lắm mà sao dễ về đây thấy bự quá ta? Con này là loại nhỏ rồi đó, có con bự hơn nữa. Lúc em chỉ ở ngoài chỗ cái cây gì ở ngoài trước đó, lúc mà làm đèn thì ở ngoài em thấy nhỏ xíu à, em thấy cái đít nó thôi. Con cái loại này bự hơn. Cái loại nhà em nuôi là cái nó khác, nó nhỏ hơn con này. Con chúa cũng nhỏ hơn con này nữa. Con này là nhỏ, có cái loại mà con nó bự gần bằng con chúa luôn á, nửa con chúa. Thì con non lại con trắng trắng, thấy không? Trong này bên đây có mực không nè. Chắc anh không thấy nổi đâu. Nè. Thấy không? Đó. Đó. Chắc là nó thơm. Cũng mặt cũng y chang cục bên đây nè. Ờ, nhưng mà nó rỗng hơn à. Hử? Mà thấy nó giống như cái lỗ nó to cho quá. Đúng không? Vậy nó cũng y chang vậy đó. Khác gì đâu. Vàng hơn. Quay nó được nó đẻ trứng. Ủa nó ra vô bằng đường nào vậy? Em bích kính vậy? Nó chỗ cái tay nó. Nó dội ngoài đó. Làm lỗ vậy nó đang ra kìa, thấy không? Nó đang lú đầu ra. Thấy đâu, nó gọi nó chui vô. Cái loại này nó nhát. Cái loại kia giờ này anh mở rồi, vậy là hồi nó bay ra rồi đó. Chắc như ban ngày thì nó bay ra nhiều hơn, tối nó nằm trên đây không, nó không đẻ, nó có xây trứng nào đẻ rồi.